Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người Việt Bá nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sa Đốc câm miệng, thì họp nhau lại, tập một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lệ luật giới răng nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, có một câu chuyện cổ tích kể về một hoàng tử sống trong một lâu đài tráng lệ. Và vào một đêm mùa đông, có một bà lão ăn xin lỡ đường muốn trọ qua đêm, thì hoàng tử tuy rằng oai phong đẹp trai nhưng mà trong lòng thì lại ích kỷ, mới không cho. Mà chẳng may bà lão ăn xin đó lại là một bà phù thủy, và để phạt cái tội ích kỷ của hoàng tử không có lòng thương người, thì bà mới biến chàng thành một cái con mãnh thú hình dáng xấu xí. Và trong lòng thì ích kỷ có sẵn rồi, lại thêm hung dữ nữa. Và trước khi ra đi thì bà đã nói với con mãnh thú đó một lời hứa là nếu như có một ai đó thực lòng yêu thương mãnh thú này thì mãnh thú lại được trở lại thành hoàng tử như trước. Và gần chỗ con mãnh thú ở thì có một thiếu nữ xinh đẹp tên là Bella. Cô mồ côi mẹ sống với cha già, cha già con mòn thì dễ bị đám cờ xanh quấy phá và thường xuyên là quấy phá. Một ngày nọ, cô cùng với cha đi vào rừng săn thú, rồi nhìn lại một cái lâu đài mà con mãnh thú đó nó ở đó. Và con mãnh thú tức là hoàng tử trước đây đã ích kỷ, bây giờ hung dữ, thấy có người vào thì bắt giam người cha. Rồi sau đó thì sao? Sau đó cô gái vì thương cha của mình cho nên mới xin con mãnh thú cho đổi chỗ, để rồi cô gái được sống trong cái lâu đài đó thay thế cho người cha của mình. Người cha được trả cho tự do về nhà. Khi về đến nhà thì người cha này mới tập hợp bọn thợ săn lại, tìm cách để trở lại cái lâu đài mà giết con mãnh thú đó, để cứu con gái của mình nữa. Còn ngược lại, trong tòa lâu đài thì cô gái rất là tốt lành, xinh đẹp, mà là cái người tốt cho nên là lúc nào cũng tốt, không biết đến trả thù, không biết đến căm hờn, mà quen thân được trò chuyện với con mãnh thú. Và cái lòng tốt của cô gái đã làm cho con mãnh thú nó được biến đổi. Để rồi làm sao? Cô gái dần dần cũng thấy yêu con mãnh thú, và con mãnh thú khi mà đã được biến đổi lại rồi thì cũng thấy yêu cô gái này. Và cô gái thì rất đau khổ, ở đó thì cũng êm thôi, nhưng mà lại nhớ cha của mình. Con mãnh thú thì muốn giữ cô gái đó lại cũng được, nhưng mà rồi vì yêu cái cô gái cho nên muốn làm cái điều tốt nhất cho cô, đó là thả cho cô trở về nhà với cha của mình. Và lúc
Đó thì người cha và đám tội sanh đi vào trong cái lưu đài và tấn công con mánh thú. Trận chiến thật là ác liệt, và con mánh thú bị thương nặng. Thì lúc đó cô ta mới thấy như vậy, thấy mánh thú đang quằn quại trong đau đớn, thì mới nói với những người thờ sanh: Đừng bắn. Và nói với con mánh thú: đừng chết, mánh thú ơi, ta yêu mi. Nói rồi thì cô ôm hôn con mánh thú, và nhờ nụ hôn đó, nụ hôn bởi lòng yêu thương thực sự, con mánh thú được giải khỏi cái lời nguyền của bà phù thủy ngày xưa, trở nên một hoàng tử khôi ngô tuấn tú như trước, nhưng mà với một trái tim rộng lượng vị tha. Và đây là một câu chuyện đã được làm thành một bộ phim hoạt hình nổi tiếng, The Beauty and the Beast, Mánh thú và Giai nhân. Một bộ phim cho thiếu nhi nhưng mà cũng là cho người lớn chúng ta. Cách riêng là cho đôi tân hôn. Sống ở trên đời này, tất cả chúng ta ai cũng cần đến một tình yêu thương. Và qua câu chuyện con mánh thú và Giai nhân, ta thấy được tình thương có sức biến đổi con người và giúp con người vượt qua mọi cái sự khó khăn. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu, cho nên con người luôn khao khát tìm kiếm. Và ai khao khát sống yêu thương và được yêu thương thì đó là hạnh phúc của nước trời. Có nhiều cách để diễn tả tình yêu, nhưng mà có một cách không thể thiếu được, đó là cái sự từ bỏ, là sự hy sinh, là quên mình. Và câu chuyện Mánh thú và Giai nhân cũng là câu chuyện về ơn cứu độ của chúng ta. Chúa đã xuống thế làm người có phải vì chúng ta tốt lành, vì chúng ta xinh đẹp, vì chúng ta thánh thiện không? Thưa không, Chúa đã nói rõ, con người không đến vì người công chính, mà đến vì người tội lỗi. Tình yêu mà Chúa muốn nói đến là một tình yêu quên mình. Và Chúa đã thực hiện điều đó khi bỏ ngai vàng thiên cung xuống thế gian này, ở với chúng ta, sống trong một gia đình nghèo khổ. Để rồi làm sao? Để rồi cái tội chúng ta phạm, Chúa mang vào mình Chúa. Và cái chức vị ở trên thiên đàng, Chúa lại trao cho chúng ta. Và Chúa thật là hay khi dùng tình yêu đôi lứa để diễn tả tình yêu trong trái tim của mình. Và đúng là như thế, khi yêu nhau, chúng ta không sống cho mình mà sống cho người mình yêu. Để rồi những cái điều đau khổ, không phải là đau khổ của riêng ai, nhưng mà là đau khổ của nhau, của người mình yêu cũng là của mình. Và cái hạnh phúc của người mình yêu cũng là hạnh phúc của mình. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về cái luật gồm tóm lại tất cả mọi đề luật trong đời sống đạo của chúng ta, đó là cái luật yêu thương. Và tình yêu thực sự đó là sống tốt, đó là hy sinh, đó là lên một với nhau, cũng như Chúa đã lên một với chúng ta, để tội chúng ta Chúa mang lấy và đưa lên cây thập giá. Và ngược lại, hạnh phúc thiên đàng của Chúa chúng ta lại được đón nhận khi chúng ta kết hợp nên một với Chúa. Chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho chúng ta sau một tuần đại phúc được sống cho tròn cái ơn gọi là người Kitô hữu. Và cách riêng chúng ta cầu nguyện cho đôi tân hôn, đây chính là điều Chúa đã thực hiện cho loài người, thì đôi tân hôn cũng sẽ sống cho nhau những gì Chúa đã sống cho con người. Và Chúa mời gọi sống với Chúa và sống với nhau, đó là một tình yêu hoàn toàn quên mình,
để sống cho người mình yêu, như chính lời Chúa đã dạy trong Phúc Âm Gioan: không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu.